Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Những cảm xúc bị dồn nén. Tác giả Isadore Henry Corriott. Dịch giả Trần Khánh Ly. Nhà phát hành Bách Việt. Giọng đọc Sa Sa. Đây là chìa khóa giúp con người tự thấu hiểu những nỗi ấm ức vô hình bóp nghẹt trái tim mỗi ngày, đi vào thẳm sâu những bí mật ngóc ngách của linh hồn. Chưa bao giờ một bản đồ nội tâm sinh động và nhói lòng đến thế. Một người chỉ trở nên mạnh mẽ và sáng suốt khi đã thực sự nhận biết và thấu hiểu tất cả những cái xấu, cái ác trong mình, những nỗi đau khổ và bất hạnh của mình, chấp nhận chúng và lùi chúng ra ánh sáng, chứ không phải tự dung mình bằng những lời hô hào suông hay bằng việc tìm đến trú ngụ trong những trò tiêu khiển, giải trí. Mọi sự trốn mình trong một nơi trốn nào đó đều không có tác dụng. Mọi sự vỗ về đều bất khả trước cái xấu, cái ác của con người. Bằng ý chí dám đối diện với bóng tối trong mình, con người dần trở nên hùng mạnh hơn. Người ta chỉ có thể đẩy lùi bóng tối tâm cản bằng ánh sáng của trí tuệ, của lý trí sáng suốt và hướng đến điều cao thượng. Chúng tôi sẽ cùng bạn đi con đường gian nan này. Chào mừng bạn đến với tủ sách Tâm lý kinh điển của iBooks. Lời ngỏ. Hành trình tạo lập một lý trí mạnh mẽ và sáng suốt. Trong quá trình tinh thần con người chịu đau khổ, ý thức xảy ra một cơ chế phòng vệ bằng cách dồn nén cảm xúc. Cảm xúc bị dồn nén như một bức tường, một tấm khiên bảo vệ tinh thần con người khỏi nỗi khổ đau. Rủi thay, nếu nó thất bại, sẽ gây nên chứng rối loạn thần kinh nghiêm trọng. Các cảm xúc nguyên sơ của con người được chuyển vào trong vô thức. Ý thức với những gì nó nhận biết được, tưởng đó là tất cả con người mình. Có một sự đàn áp mạnh mẽ với các cảm xúc nguyên sơ đó. Như vậy là ngay từ đầu, giữa ý thức và vô thức đã có một cuộc tranh đấu liên miên, một sự khống chế liên miên, mà kẻ thắng đương nhiên là ý thức. Nhưng vô thức hùng mạnh đến nỗi nó gây nên những bất ổn từ nhỏ đến lớn ở con người. Mà dù con người có ý thức được hay không, nó vẫn cứ diễn ra và điều khiển hành vi của con người. Đó là cuộc trả thù đầy ngoạn mục của vô thức, của những cảm xúc đau khổ và chống đối với ý thức. Chừng nào ý thức còn đè nén cảm xúc, đẩy cảm xúc vào lãnh địa của vô thức, chừng đó con người còn tiếp tục bị thôi đẩy bởi những luồng lực vô hình không thể lý giải nổi. Dĩ nhiên, không thể nói vô thức bao trùm toàn bộ các phẩm chất hèn hạ và hung ác hơn của con người. Với tính không lý trí, hung dữ, độc ác, thiếu khả năng kiểm soát, vẫn có những sự thăng hoa của vô thức thể hiện trong các biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng siêu phàm trong chiến tranh hoặc các cuộc cách mạng. Nhưng so với những hành động thuộc về chủ nghĩa lý tưởng đó, cái ác và sự hung hiểm, hèn hạ trong vô thức con người lại là thứ thường trực tồn tại và mạnh mẽ hơn hẳn nơi con người thế gian. Đối diện với thế giới tâm lý học, chúng ta phải gạt bỏ tất cả những ý niệm về cái xấu, cái ác nơi con người qua việc nghĩ rằng họ đã bị một thế lực siêu nhiên điều khiển, bị quỷ ám hoặc là một con người dị thường. Chúng ta phải đối diện thẳng thắn với tất cả những cái xấu và cái ác đó nơi con người bằng việc bóc trần các cảm xúc bị dồn nén vào vô thức ngay từ thời thơ ấu của họ. Nền văn minh hiện đại phải gánh chịu một lời nguyền khủng khiếp do nó tự gây ra.
đối diện với những cảm xúc bị dồn nén quá mức. Chừng nào con người còn ban hành các bộ luật hành vi, ứng xử và các chuẩn mực xã hội, chừng đó con người còn sống liên miên trong những mâu thuẫn tinh thần giữa lý trí và cảm xúc, ý thức và vô thức, và cái ác càng trở nên hùng mạnh hơn. Những người lớn dường như chưa bao giờ có thể chế ngự thành công cái ác bị dồn nén này, để chuyển hóa nó thành hoạt động xã hội hữu ích hơn. Họ giữ lại khoái cảm thơ ấu của mình bằng cách tìm kiếm thích thú từ việc đau khổ gây ra cho người khác. Bi kịch cho tất thảy loài người trên thế gian này là những kẻ hiện thực và gieo rắc cái ác lên người khác đều không ý thức được cái ác bị dồn nén trong họ, vô thức tìm kiếm những phương tiện để có thể thỏa mãn cái ác bị dồn nén này. Như vậy, cả người bị hại lẫn kẻ gây hại trong trường hợp này đều chỉ là nạn nhân của một kẻ khác, vô hình mà bạo ngược hơn. Những cảm xúc đau khổ bị nén lại trong con người, sự thật sau cùng là tổn thương. Quả là vậy. Các cảm xúc bị dồn nén, tìm kiếm sự thỏa mãn trong phương tiện xả thoát có tính nguyên thủy. Chứng rối loạn thần kinh chức năng, chẳng hạn như rối loạn lo âu, sợ hãi, trầm cảm, suy nghĩ cưỡng ép, vân vân. Người nào nén các cảm xúc của họ trở thành nạn nhân của sự hướng nội, thu mình và đóng cửa tính cách của mình bằng cách xây lên một bức tường phản kháng xung quanh. Nhân cách đó sẽ không thể tìm thấy lối thoát thích đáng khỏi các mâu thuẫn quá sức chịu đựng. Họ là những bệnh nhân rối loạn thần kinh chức năng bất hạnh. Thể xác và tinh thần con người có khuynh hướng vượt qua các khiếm khuyết của nó bằng cách bù trừ. Nếu một quả thận bị lấy mất, quả thận còn lại sẽ to ra và thực hiện chức năng của cả hai. Nếu một cá nhân bao trừ trong mình cảm giác tự ti, tinh thần theo đó được bù trừ theo nhiều cách khác nhau. Họ trở nên tự cao tự đại, khoe khoang khoác lác, ghen tị, xem thường mọi người và mọi thứ ngoại trừ bản thân mình, phát triển những suy nghĩ lớn lao và tuyệt đối. Con người phải chăng thật quá đáng thương? Nhà tâm lý học, nhà trị liệu khi tiếp cận vấn đề dồn nén này cần phải có một tâm trí trong sạch như bàn tay của nhà giải phẫu trước khi phẫu thuật. Thái độ của ông là giúp đỡ bệnh nhân, chứ không phải đưa ra bất kỳ bình phẩm phán xét nào về bệnh nhân như một nhà đạo đức học. Không chỉ vậy, nhà trị liệu phân tâm còn hướng đến việc thấu hiểu các khiếm khuyết tính cách nhất định trong con người, giúp họ ý thức về những dồn nén của mình thay vì đóng tâm trí trước chúng, tận dụng sự hiểu biết có được để phát triển tính cách của anh ta. Một cuộc điều trị phân tâm là một cuộc chữa lành, một hành động định hướng. Phân tâm học thực sự có thể thay đổi bản chất và những động lực thôi đẩy con người, làm cho thể vô thức của cá nhân những điều mà giáo dục làm cho con người xã hội. Một cuộc phân tâm trọn vẹn là một lần cải biến trọn vẹn con người. Bởi vậy, một người chỉ trở nên mạnh mẽ và sáng suốt khi đã thực sự nhận biết và thấu hiểu tất cả những cảm xúc dồn nén của mình, những nỗi đau khổ và bất hạnh của mình, chấp nhận chúng và lôi chúng ra ánh sáng, chứ không phải tự du mình bằng những lời hô hào suông về một sức mạnh ý chí tinh thần nào, hay bằng việc tìm đến trú ngụ trong những tổ chức tôn giáo cực đoan. Mọi sự trốn mình trong một nơi trốn nào đó đều không có tác dụng. Mọi sự vỗ về đều bất khả trước cái xấu, cái ác của con người. Chính trong sự giúp đỡ của một nhà trị liệu chân thật, sau đó bằng ý chí dám đối diện với bóng tối trong mình, con người dần trở nên hùng mạnh hơn. Người ta chỉ có thể đẩy lùi bóng tối tâm cản bằng ánh sáng của trí tuệ, của lý trí sáng suốt và hướng đến điều cao thượng hơn. Chính trong hành trình đó, con người cảm nhiễm được sức mạnh lớn lao của thần và tìm đến Chúa Trời bằng niềm tin thuần lành nhất. Đó là một hành trình vô cùng gian nan suốt cuộc đời. May mắn là càng trẻ, bạn càng có cơ hội để thanh tẩy bóng đêm trong mình hơn. Bạn có dám nhìn thẳng
đối diện với bóng tối đó, hay để nó chế ngự và dẫn lối bạn đến hố sâu nơi địa ngục tâm hồn. Chính bạn chứ không phải ai khác được quyền lựa chọn con người mình trở thành. iBooks và nhóm dịch. Giới thiệu. Tâm lý học ở cả khía cạnh học thuật lẫn thực tiễn giờ đây đang ở một ngã rẽ. Tương lai sẽ quyết định xem liệu nó vẫn vô ích như vậy hay sẽ trở nên có ích cho thực tiễn hơn. Nếu Harvey khám phá ra sự tuần hoàn của máu và đặt bước khởi tạo cho nền y học hiện đại, thì Freud cũng đã tạo ra con đường mới để tiến gần đến việc thấu hiểu tâm trí con người thông qua phân tâm học. Thuật ngữ bất thường, abnormal, trong phân tâm học ám chỉ sự phóng đại các đặc điểm, tính cách hay suy nghĩ nhất định khi chúng ta biểu lộ ra trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn, việc quên mất các từ quen thuộc và những dồn nén trong các ca loạn thần kinh chức năng là có cùng cơ chế với nhau. Khái niệm vô thức trong phân tâm học thật độc đáo. Nó giải thích rằng mọi sự kiện thực tế của ý thức không thể thu thập chỉ bằng việc xem xét nội tâm trong phòng thí nghiệm. Cái gọi là liên tưởng tự do mà tâm lý học thử nghiệm nhấn mạnh thực ra chẳng tự do chút nào. Nhất định nó phải được thúc đẩy bởi các trải nghiệm có trước, tiền lệ, hoặc bởi các cơ chế vô thức. Đây chính là thuyết tiềm định tâm linh, cho rằng không gì xảy ra ở trong đầu là ngẫu nhiên hay tùy hứng cá nhân. Thuyết này không chỉ lý giải khía cạnh tâm lý trong cuộc sống hàng ngày, mà còn giải thích giấc mơ và các biểu hiện rối loạn thần kinh chức năng. Tất cả những triệu chứng rối loạn thần kinh chức năng, khiếm khuyết trí nhớ, nói lỗi lời, vân vân, không phải khuynh hướng tình cờ, mà đều có ý nghĩa và mục đích tâm lý rõ ràng. Nhưng ý nghĩa và mục đích này chỉ có thể được hé mở thông qua các phương thức kỹ thuật của phần tâm học. Đầu óc con người luôn cảnh giác bảo vệ chính nó thông qua hành động nén các ký ức đau buồn và âu lo vào trong vô thức. Nhưng đôi khi việc này vượt quá khả năng của nó và dẫn đến các chứng rối loạn thần kinh. Phân tâm học là phương pháp thăm dò các sắp đặt tâm lý vô thức này. Toàn bộ phương pháp phân tâm dẫn ta đến thế giới của vô thức, một thế giới kỳ lạ, man dợ, nguyên sơ. Đây là chỗ chứa những cảm xúc bị dồn nén, một dạng titan nguyên chất. Từ tầng ý thức, chúng được nhìn nhận như một thể ngoại lai và biểu hiện bằng các cơn âu lo, sợ hãi, phiền muộn và suy nghĩ cưỡng ép. Nhiệm vụ của phần tâm học là tra ra nguồn cơn của những dồn nén bị giấu đi này. Phần tâm học cho thấy rằng những động cơ thẳm sâu thôi đẩy con người không thể được giải thích dựa trên các phản ứng bề mặt bình thường. Chúng ta phải lần mò vào sâu hơn dưới lớp bề mặt đó, những dồn nén và phản kháng mà một cá nhân không hề hay biết lại chính là một lực vô danh, vô hình điều hướng suy nghĩ của anh ta. Những hành động có lý trí của ý thức có thể khác nhau, song rút cùng các sắp đặt cảm xúc vô thức của mọi loại đầu óc đều giống nhau. Isidore Henry Collier, Boston, tháng 3 năm 1920. Hết giới thiệu. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.